Giữa ồn ào đấu tố, xỉa sói qua lại giữa cặp chị em bạn dì Hoa Khôi nam em người mẫu Quế Vân và DJ Ngân 98, thì mới đây hiện tượng mạng kem Kabi đã không thể giữ bình tĩnh, cô mắng thẳng mặt đứng về phe bênh vực Ngân 98. Những ngày qua, drama khẩu chiến online giữa nam em và Ngân 98 đang là đề tài nóng được cư dân mạng vô cùng quan tâm, xôn xao bàn tán. Theo đó, nam em đã tuyên chiến với bạn gái Lương Bằng Quang, nói xấu tan nát, cho rằng cô là DJ không chuyên nghiệp, đánh DJ nhưng ăn mặc không giống ai, phản cảm. Còn tự nhận bản thân là người có thành tựu, được công nhận, Ngân 98 thì không là ai. Ngay sau đó, Ngân 98 cũng lên tiếng cho rằng nam em đang liên tục nhắc tên người khác để câu like, câu view. Sau khi nam em lên tiếng phản pháo phát ngôn của Ngân 98 thì chị em tốt của Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long là Quế Vân mới đây đã tiếp tục thêm dầu vào lửa khi lên livestream nói xấu bạn gái Lương Bằng Quang. Giữa màn tung hứng qua lại giữa nam em và Quế Vân, ẩn ý nói về Ngân 98 thì mới đây, hiện tượng mạng kem Kabi đã không thể ngồi yên. Cô ra mặt thẳng mặt chỉ trích nam em và Quế Vân, cho rằng cả hai phát ngôn không được bình thường. Theo đó, đăng lên kênh TikTok cá nhân, kem Kabi đã tung clip chất vấn ngược cặp nghệ sĩ này, đồng thời bênh vực Ngân 98. Theo đó, khi nam em chê bai nghề DJ của Ngân 98 toàn là DJ ở những nơi bị bốc hốt, không được đàng hoàng. Kem Kabi đã phản pháo, chỗ DJ người ta chủ yếu là nhún nhảy, bia bọt thôi, tại vì tụi bay bốc hốt rồi tụi bay nói người ta. Ai bốc hốt thì tụi bay nói người đó thôi, có tiền mới đi vô chỏng xem người ta chơi DJ được, đẳng cấp nó khác, chứ bèo bèo ở nhà hát karaoke rồi. Về việc nam em và Quế Vân chê cách ăn mặc của Ngân 98, Kem Kabi liền phủ đầu, vô club mặc áo mưa nha. Ai tạt nước thì mặc vô không ướt mình, hay là mặc mấy đồ cải lương, đánh DJ mặc như vậy hả? Ngân 98 mặc như vậy là đẹp, đẹp mới tung hô. Quế Vân còn chiêm thêm câu, hạng như vậy làm sao vô được DJ số 1 Việt Nam, hạng B còn chưa được, hạng C thôi. Kem Kabi không suy nghĩ liền đáp thẳng, chi vậy? Cần gì phải vô DJ số 1 Việt Nam, người ta bình thường rồi đã đi sâu chấn động rồi, top 1 làm gì? Hạng C mà người ta đi diễn đủ nước, còn má hạng mấy vậy? Má hạng nhất từ dưới đếm lên đúng không? Hạng C mà đi diễn sụng nụ rồi, hạng A làm gì? Các C 70 tới 200 triệu rồi, bớt ghen tị, so sánh lại đi. Chưa hết, Kem Kabi còn cà khịa cực gắt, cho rằng không biết Quế Vân là ai, thời biết Ngân 98 cũng chưa biết nam em. Không biết xuất phát điểm của Quế Vân ra sao chứ Ngân 98, chứ thấy dạo này người ta sang không. Còn má sang quá, má đẳng cấp quá, địa vị cao quá mà mở miệng ra toàn hàm hồ, Kem Kabi nói thẳng mặt Quế Vân. Về phía Ngân 98, với tính cách nóng nảy, thẳng thắn, nhiều người cho rằng Ngân 98 sẽ nổi đóa. Đáp trả lập tức nhưng cô nàng lại tỏ ra không quan tâm đến hành động và phát ngôn của cặp chị em Quế Vân nam em. Thay vào đó, bạn gái Lương Bằng Quang khoe xương xương siêu xe màu xanh nõn chuối nổi bật, khách sạn 60 phòng tại Đà Lạt sắp khai trương và hoạt động từ thiện của bản thân. Trước đó, cô từng tiết lộ lý do không muốn đôi co với nam em rằng mình không muốn trả lời, tại vì sao? Tại vì mình đang là người bình thường, mình đang là người đúng, mình đang là người tỉnh táo, mình đang ổn thì mình không việc gì phải trả lời một người thần kinh đang không ổn. Mình không việc gì phải đi đôi co với một người mà người ta đang rất là bất ổn.